gấp giấy origami, trang trí mặt nạ, xem biểu diễn xiếc đường phố, chụp ảnh với robot. Lễ hội hóa trang các nhân vật hoạt hình được các bạn trẻ tái hiện trong trang phục cosplay. Đặc biệt tiết mục nhảy Yosakoi với sự tham gia của 30 nghệ sĩ diễn ra trong khung giờ từ 16 giờ đến 16 giờ 30. Đó là những sắc màu văn hóa trong các hoạt động nghệ thuật đường phố sôi động đặc sắc mà người dân du khách đang có cơ hội trải nghiệm tại chương trình lễ hội Hokkaido Hạ Long 2023 với chủ đề Quảng Ninh Hokkaido hội nhập văn hóa giàu bản sắc. Ở Hạ Long thì cũng có một cái cộng đồng cosplay từ lâu. Lễ hội Hokkaido là một buổi có quy mô lớn để giao lưu văn hóa với tìm hiểu về văn hóa cosplay như hóa trang nhân vật mình yêu thích. Chương trình nghệ thuật đường phố sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 11 tại quảng trường 30 tháng 10, thành phố Hạ Long, thu hút hàng nghìn lượt người dân du khách ghé thăm.